Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình xem tử vi của 12 con giáp được phát sóng trên kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, đừng bao giờ thấy con giáp này ở cuối bảng xếp hạng mà coi thường họ. Giới tử vi học dự báo, trong tháng 2 âm lịch, con giáp này là một trong 3 con giáp cực kỳ may mắn và thành công trong tháng 2 âm lịch tháng Quý Mão năm 2022. Nhờ vào sự khôn khéo và tính cam chịu của mình, những gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 đã hạ gục không biết bao nhiêu đối thủ của mình để bước lên bục vinh quang. Sự thành công của họ đã khiến cho rất nhiều người phải ghen ghét đố kỵ, nhưng bên cạnh đó cũng không kém phần nể phục và kính trọng. Những gia chủ tuổi Hợi là người có khả năng lãnh đạo, là người hiền hòa, tốt bụng. Họ sống đơn giản, mộc mạc. Vậy nên đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà phán đoán người khác, cả bạn lại đắc tội với một trong những con giáp giàu có thành công nhất trong năm 2022 nhâm dần. Vâng, và thưa quý vị, qua phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Đinh Hợi trong tháng 2 âm lịch sẽ phần nào giúp chúng ta biết được điều đó. Trước khi bước vào phần luận giải, quý vị cũng đừng quên like video, đăng ký kênh và ấn chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một nội dung thú vị nào mà chúng tôi sẽ đăng tải mỗi ngày trên kênh quý vị nhé. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947, mệnh Ốc Thượng Thổ, nghĩa là đất nóc nhà. Họ sống rất ngay thẳng, chân thật, ít khi vòng vèo, sâu xa hay giấu giếm. Đinh Hợi là người cực kỳ cương trực, thẳng thắn, không chịu luồn cúi trước ai. Chính tính cách này khiến họ gặp nhiều mâu thuẫn với mọi người, bị ghét bỏ và xa lánh. Tuy vậy, đôi khi họ lại tỏ ra mình là người ham của cải vật chất hay chỉ trích, đánh giá người khác, ham bàn tán chuyện thị phi và dựa dẫm vào người khác, không giỏi xã giao. Vì vậy nên thời trẻ, nhiều fan rơi vào bế tắc, khốn đốn. Họ khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc, suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Điểm cộng của họ là rất tốt bụng, thích giúp đỡ người khác và trong công việc có trách nhiệm rất cao, luôn đưa ra những giải pháp tốt. Xem tử vi tháng này của gia chủ Đinh Hợi, vận trình khá ổn định, tuy không đến mức vượng phát rực rỡ nhưng cũng không có điều gì đáng lo ngại. Ở độ tuổi này đối với bản mệnh, có thể an tâm hưởng tuổi già bên con cháu, không phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tài chính hay con cái. Các đãi ngộ xã hội trong năm cũng rất ổn định, mưu sự có quý nhân trợ giúp, được hỗ trợ lo liệu từ đầu tới cuối, không có bất kỳ vướng mắc nào. Xét về thiên can, Đinh âm hỏa gặp quý âm thủy nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Đinh Hợi sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận, kẻo có tranh chấp cãi vã không cần thiết. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Hầu hết những người tuổi Đinh Hợi ở độ tuổi này đều đã về hưu, không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp. Nhưng với những người vẫn còn lo nghĩ về đường công danh thì tháng này không phải là một tháng may mắn. Thậm chí có người còn gặp rắc rối với mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác, các bên không đồng nhất quan điểm, dễ dẫn đến đấu đá loại trừ nội bộ. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Đinh Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Nguồn tài chính có dấu hiệu tăng lên trong tháng này. Đó có thể là nguồn lợi nhuận bạn nhận được sau khi thực hiện dự án bất động sản, trúng số hoặc được hỗ trợ. Lại thêm khoản lương hưu ổn định hàng tháng, giúp mệnh chủ không còn nỗi lo về tài chính. Có người còn có điều kiện phụ giúp con cháu. Tuy vậy, trong tháng này gia chủ cũng có mức chi tiêu lớn, chủ yếu cho thuốc thang và đóng góp cho việc tu sửa nhà cửa. Ở độ tuổi này của gia chủ, tiền bạc hay của cải không còn quan trọng, nên việc chi tiêu cũng không còn quá tằn tiện. Gia chủ đã vất vả nhiều rồi, thời gian này hãy dành sức khỏe cho con cháu và những vui thú tuổi già. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi,
Mão, Mùi giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng này cần phải đề phòng các nguy cơ tiềm ẩn về tim mạch, khí huyết, ngoài ra có dấu hiệu bất thường về đường tiêu hóa, chú ý chế độ ăn uống khoa học. Những người có tiền sử bệnh về xương cốt không nên ở trong môi trường tối và ẩm ướt quá lâu, bởi vì môi trường này sẽ khiến cho bệnh tình của bạn trở nặng hoặc để lại hậu họa về sau. Các quý gia chủ tuổi Đinh Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Đinh Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tử vi tháng này dự báo, các mối quan hệ của gia chủ rất dễ bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực, gia đạo bất ổn do các thành viên không tìm được tiếng nói chung. Đôi khi chỉ vì một vài mâu thuẫn ý kiến mà dẫn đến tranh cãi, không khí gia đình căng thẳng. Một phần nguyên nhân cũng bởi tính cố chấp của con giáp này gây ra. Mệnh chủ nên lắng nghe nhiều hơn, cái nhìn của con cháu đôi khi hữu ích và thích hợp với thời đại hiện nay hơn là bạn nghĩ. Đừng tự quyết định mọi việc và khăng khăng làm theo ý mình mà không cần tham khảo ý kiến của người thân. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Đối với người tuổi Đinh Hợi trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 2 năm 2022, tức ngày 5 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 2 năm 2022, tức ngày 17 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 2 năm 2022, tức ngày 29 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Hợi trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 2 năm 2022, tức ngày 14 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 2 năm 2022, tức ngày 26 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của người tuổi Hợi sinh năm 1947 trong tháng 2 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 2 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin kính chúc tất cả quý vị chúng ta gặp được nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.